Nhưng mà sáng nay nhận được món quà của Hoàng Nam sau một cái chuyến du lịch châu Âu khá là dài thì du lịch. Không biết là ông bạn vàng của mình có một cái món quà gì đây đấy. Không ông thì tắc cơ cái gì này? Một cái thứ mà khiến ông kiểu ghét hai bay lên cao này hả? Bay lên cao. Các bạn cùng chờ đợi xem. Yeah. Trời ơi là trời. Vừa khít luôn hai cái hộp. Khít kinh khỉ. Để lấy lại còn khó này. Ôi trời. Mavic 3 Classic DJI. Đây là không biết là có phải ý của ông là muốn tôi được bay cao lên nữa không? Bay cao phóng tầm mắt. Tức là người thành công á là người ta phải có một cái tầm nhìn lớn và flycam này ở Ý Nam muốn nói với Hải là phải có một cái tầm nhìn lớn và rộng nữa đấy. Không tặng thật đấy à? Tặng thật. Vẫn chưa tin à? Trời. Thế nên chưa tin ông bóc tiếp đi. Trời ơi. Hay bóc siêu. Đã giờ được bóc tem nhiều thứ chưa? Tôi chưa bao giờ bóc một cái món đồ nào mà nó đắt đỏ và nó quý như này bao giờ luôn á. Chả biết siêu nó nằm ở đâu. À đây rồi. Xun quá. Không phải đấy, tôi nghĩ sao đấy. Đúng mà. À đây có cái ông phần. Ông phải mở ở à đấy, đúng không? Ừ. Không bây giờ không, bây giờ phải cái không bên ngoài. Bây giờ phải mở được cái ấy này ra đã. Cái túi bóng ra đã. Không lấy sao. Cái túi bóng đi đâu ạ? Đấy. Bây giờ mở một cái hộp này ông còn đúng có không mở được thì bây giờ ông có làm sao ông lấy được vợ hả anh? Đấy. Đấy. Chỗ này đi cho nó thẩm mỹ nhá. Đầu tiên là khui cái lớp màng bảo vệ này. Sau đấy là đây, có cái mũi tên đây, hướng dẫn đây, ông cầm đây. Ông bóc ra không. Đấy, giời ơi, đấy phải ấy theo mũi tên nhé. Cầm cái xanh này, rồi. Từ từ bóc, xé. Cái cảm giác của cái mùi của người có tiền ấy. Đây, ấy lên này chứ. Đây có phải là cái bản bóc siêu đầu tiên về Việt Nam con Classic 3 này không? Đúng rồi. Không biết là liệu bên trong là phải flycam thật không hay là chỉ là đây là cái này mở ra một bên á. Đây là phần body này. Khá to đấy nhỉ. Đây điều khiển của màn hình. Bọc khá. Trời ơi to thế. Lần đầu tiên tôi thấy máy bay nó to như này đấy. Mavic 3 Classic. Cái này là trong một số trường hợp ông ở trên núi ông có thể dùng nó để ship đồ từ bản này sang bản khác cũng được. Thường mình sẽ kiểu treo đồ lên cái con này xong rồi ship từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn chẳng hạn đúng không? Đúng rồi. À. Đây là một cái bảng điều khiển mà có sẵn màn hình đấy đúng không? Điều khiển này là đắt cũng ngang ngửa đấy đấy. Ngang bằng cái body đúng không? Ừ. À. Nó như một con iPhone tích hợp. Cái điều khiển này để có sẵn cái màn hình để đỡ phải lắp ráp nữa. Zoom quá nói sai cả. Nhờ mới lờ làm. Đây nữa. Niềm vui chưa kết thúc ở đây đâu. À, đây là một cái bộ kit là bao gồm pin là một cái túi. Để tôi cho.
một cái túi túi ba gang thế này thì là trong này có rất nhiều cái thứ nhỏ nhỏ, cái thứ gì có thể những cái cánh là cho ra đi đấy, những cái cánh rất nhiều cánh phòng nhé cả nhà ông nhá. Cứ gậy cánh là ông lại đặt cánh mới, cứ gậy cánh là có cánh mới đúng không? Đây là sạc pin này, có hướng sử dụng chăng, không biết vì không biết tiếng Anh đang tặng chắc trong này là cái gì. Đây là thêm hai cục pin nữa. Hai cục pin nữa đúng không? Cái này là như cái thời gian pin của đèn flash cao đúng không? Pin nó là hơn 40 phút. Hơn 40 phút. Quay thoải mái luôn. Đây có một cái tàu. Cắm vào xe hơi à? Mà tôi chưa có xe hơi không? Sắp tới tặng tôi cái xe hơi nhá. Ừ. Để tôi xem tình hình công sắp tới ông có ngoan không? Ngoan cái gì cũng có. Tai xi để sạc này. Rồi. Xúc động quá à, chẳng biết nói gì cả. Không nói nữa, hành động đi. Hôn nha. Cái khác được không? Cái khác được không? Ôm cảm ơn ông cả nhà. Vâng. Chúc mừng sinh nhật nha. Thank you.